tụi mình cũng muốn làm về sao lại à, phía sau hậu trường đẳng nọ sò đẳng kia, thợ nấu đồ chay là đây. Thợ đang cuốn bì. Ngon quá đi thôi. Quay cho quay cái thao cơm. Thao cơm chiên với lại cái gì đó, hạt sen. Trời ơi. Cơm chiên hạt sen. Cơm chiên hạt sen, bánh cuốn bì. Lẩu hay là lẩu luôn. Ngon quá trời luôn. Lẩu Thái. Quay cái tô lẩu rồi. Quay tô lẩu. Quay cái tô lẩu rồi. Được chưa? Lên hình rồi đó, nhìn đấy. Mặt lên coi. Ai có gì nào có ăn thì chay nó con ship qua. Ship qua Mỹ luôn. Bữa là tự nhiên ngủ dậy thấy gửi hình cúng. Nó ủa, cúng đâu ạ? À? Không biết cúng đâu rồi mà thấy gửi hình cúng đấy. Đây. Ngon, bì nè. Trời ơi, cái thao bì này ngon không thể sợ được. Bánh tráng. Thì phải nói đẹp nữa. Ai giờ Mỹ đứng chơi cho nó thấy đủ à. Xây hai gì năm. Hello gì nào. Đẹp gì năm, cái này là mấy in chị Hà nè. Đó, chị Hà. Cái in Việt Nam chứ không phải Uống An nha. In chị Hà. Cái in Việt Nam. Cái rau này kèo này cũng ngon nè, để ăn lẩu nè. Đây ăn lẩu. Đó, đó. Cái này là chị Hà làm luôn. Đây sao? Đây là cái gì? Cái thao cơm này gì? Thao cơm nè, hấp dẫn không? Rồi lấy cái muỗng xớt xớt đó. Thao cơm hạt sen. Thợ nấu à. Cơm thập cẩm gì Nam ơi. Cơm hạt sen hộ. Nam muốn dùng. Nãy chị gửi hạt sen gian rồi. Hình nhớ gửi qua chị. Đúng rồi. Rồi. Mình ăn hình cũng được. Đó đi. Thợ nấu cho nhà hàng. Dì Nam có muốn ăn thì con ship qua cho. Trời, để ship cho mấy năm mới tới vậy.